Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đối với lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, thì mình phải vẽ hình ra cho mọi người dễ hình dung nha. Thì mình vẽ một phần thôi. Thì chúng ta đi tìm khoảng cách giữa A phẩy và BC. Thì bây giờ chúng ta có độ dài A phẩy mình kéo xuống dưới đáy luôn nha. Còn đây chính là BC. Thì khoảng cách của chúng ta chính là cái độ dài từ A hạ đường cao lên đường thẳng BC. Vì chúng ta biết ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy là lăng trụ đứng. Thì có nghĩa là AA phẩy sẽ vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho nên cái độ dài AH này nè, chính là khoảng cách giữa hai cái đường AA phẩy và BC. Thì bây giờ đề đã cho sẵn AB là số 5, BC là số 6, CA là số 7. Khi chúng ta đã có ba cạnh của một tam giác, thì chúng ta sẽ đi tìm diện tích của tam giác đó bằng phương pháp Heron. Thì ở đây chúng ta sẽ có căn bậc 2 của B nhỏ. B nhỏ là nửa chu vi của tam giác nha. B trừ A. B trừ B. Và B trừ C. Thì ở đây B sẽ bằng A cộng B cộng C chia cho 2. Như vậy A là số 6 nha. Còn B là số 7. C là số 5. Thì B nhỏ của chúng ta ra số 9. Bây giờ chúng ta thấy A, B, C vào cái cục S này. Chúng ta ra S ở đây. Thì chúng ta ra 6 căn 6. Tiếp tục, diện tích của một tam giác thì chúng ta sẽ có đáy nhân cho chiều cao chia cho 2. Thì bây giờ chúng ta đi tìm cái AH, chính là cái chữ H này. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái số 2 nhân cho 6 căn 6 chia cho B, đó chính là BC. BC để đó cho sẵn là số 6. Như vậy chúng ta ra 2 căn 6. Đề là làm tròn đến hàng phần 10. Thì chúng ta ra 4,9. Và đây chính là đáp số. Tiếp tục, câu số 2 đây là toán rõ rạc nha. Thì bây giờ muốn đi tìm tổng giá trị nhỏ nhất, thì chúng ta phải đi chọn cái đường có việc giá trị nhỏ nhất đi trước. Đó chính là số 9 nằm ở đây. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ đi từ A đến D, chúng ta có số 9 nè. Sau đó, từ D á, mình thấy 11 và 14, 11 là số nhỏ nhất. Chúng ta đi qua con đây. Chúng ta không có nào quay về số 10 tại vì nó quay lại trùng một vị trí A, không thỏa mãn. Như vậy chúng ta sẽ còn lại số 12. Không có nào đi qua D tại vì nó quay ngược lại cái D này không được. Tại vì chúng ta phải quay về vị trí ban đầu, chính là chữ A. Như vậy chúng ta có 9, 11, 12 và 11. Cộng hết cả 4 số này lại. Chúng ta ra 43. Và đây chính là hướng đi của chúng ta. Câu số 3, này là hình học OXYZ. Thì cái này mình đã giải rồi. Thì bây giờ mình giải lại nha. Thì bây giờ mình chọn điểm M có tọa độ ABC. Thì chúng ta biết MA bằng 3, MB bằng 6, MC bằng 5, MD bằng 13. Như vậy, chúng ta sẽ có MA. Thì chúng ta đi tìm vector MA trước.
Thì chúng ta lấy tọa độ A trừ tọa độ M. Và chúng ta sẽ làm tương tự cho vector MB, MC và MD. Thì chúng ta biết rằng ở đây có độ dài là MA bằng 3. Thì nó sẽ thành như thế này. Thì cái này chúng ta có kết quả là số 3. Như vậy để bỏ cái căn bậc 2 chúng ta bình phương nó lên thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy chúng ta sẽ làm tương tự cho MB, MC, MD nha. Thì mình ghi luôn cái đáp án ở đây. Sau đó chúng ta tách ra áp dụng hàng đẳng thức đáng nhớ A trừ B tất cả bình phương. Đó chính là A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Này A nha. Thì bây giờ chúng ta lấy phương trình 1 trừ phương trình 2 trừ phương trình 3 trừ và phương trình 3 trừ phương trình 4. Thì chúng ta còn lại cắt biến như thế này thôi. Thì cái này nè, trừ cái cục này mất đi. 1 trừ cho 36 là âm 35. Trừ 2B cộng 12B là 10B. B bình loại đi. Chúng ta còn C bình cũng loại luôn. Như vậy chúng ta có trừ 36 cộng 12C. Chúng ta có 9 trừ cho 36 là âm 27. Phương trình 2 trừ phương trình 3 thì chúng ta có 9 trừ cho 16 là âm 7. Trừ 6A cộng 8A là 2A. A bình loại, 36, 36 loại. B cũng loại luôn. 36 trừ cho 4 thì chúng ta có số 32. Cái này chúng ta ra âm 8C.
Và chúng ta 36 trừ 25 ra số 11. Và tiếp tục 16 trừ 36 là âm 20. Cái này là 4A. Còn này 36 trừ 4 chúng ta ra 32. Âm 12 cộng cho 4 chúng ta ra âm 8. 4 trừ cho 196 là âm 192. Trừ 4C cộng 28 thì chúng ta ra số 24C. Và chúng ta có 25 trừ 169. Chúng ta ra âm 144. Thì bây giờ chúng ta đẩy hết tất cả các số này sang bên phải thì chúng ta sẽ sắp xếp lại để bấm máy tính Casio cho dễ. Âm 27 cộng 36 cộng 35 chúng ta ra số 44. 11 trừ cho 32 cộng 7 chúng ta ra âm 14. Và âm 144 cộng 192 trừ 32 cộng 20 ra số 36. Và chúng ta dùng máy tính Casio. Chúng ta có 3 ẩn những số 3. Ở đây chúng ta có 0A nè, 10B, 12C, 44. Làm tương tự hai cái cục còn lại. Như vậy A sẽ bằng 1. B là số 2 và C là số 2. Bây giờ đề đi tìm là khoảng cách từ M đến O. Như vậy chúng ta chỉ cần đặt căn bậc 2, một bình phương cộng hai bình phương cộng hai bình phương tại vị trí 0, tại vị trí gốc đó, nó là 0, 0, 0 rồi. Thì bấm cái này rồi. Thì chúng ta ra số 3. Câu số 4. Bây giờ muốn tính diện tích cái phần tô đen này thì chúng ta biết chúng ta có chiều dài là 80 m, chiều rộng là 60. Muốn tính nhanh cái cục này á, chúng ta có diện tích tính parabol nha. Thì đó chính là như sau. Chúng ta có H nè. Và chúng ta có D là cái này. Thì diện tích của một cái parabol đó đó chính là 2 chia cho 3 nhân chữ H nhân chữ D. Thì chúng ta biết H là 20 mét. Còn D á, chính là số 60. Tuy nhiên ở đây chúng ta có hai cái parabol, chúng ta sẽ nhân thêm 2. Như vậy 60 nhân 80 trừ cho 2 chia cho 3 nhân 20 nhân 60 nhân thêm 2 và chúng ta có kết quả cuối cùng đó chính là 3.200. Thì bây giờ giả sử nếu không biết cái công thức của parabol thì bây giờ chúng ta dùng tích phân. Thì bây giờ chúng ta có như thế này, giả sử chúng ta có một cái hình parabol ở đây mình đặt trong cái hệ trục OXY. Vì chúng ta biết nó đối xứng qua bên đây có nghĩa là từ vị trí 0 qua đây sẽ là số 30. Còn bên đây là âm 30. Như vậy, phương trình parabol của chúng ta sẽ là A là hệ số chúng ta chưa biết. X trừ 30 và X cộng 30 là hai nghiệm của phương trình parabol. Thì bây giờ, tại vị trí độ cao có nghĩa là khi X bằng 0 thì chúng ta sẽ có Y bằng 20. Chúng ta sẽ số 0 và
Thế x bằng 0 và y bằng 20 vào để đi tìm hệ số A. Chúng ta lấy 20 chia cho cái số này thì chúng ta sẽ ra kết quả ở đây. Đó chính là âm 1 chia cho 45. Như vậy, fx của chúng ta sẽ bằng âm 1 chia cho 45. Còn cái cục này là hằng đẳng thức đáng nhớ, chúng ta sẽ có x bình phương trừ cho 30 bình phương. Bây giờ chúng ta muốn đi tìm diện tích cái hình parabol này thì chúng ta sẽ dùng tích phân từ âm 30 cho đến số 30 và cái phương trình fx dx. Thì bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio luôn. Thì bây giờ chúng ta dùng tích phân từ âm 30 cho đến số 30. Sau đó chúng ta bỏ cái phương trình fx vào là ở đây. Thì chúng ta ra 800. Như vậy, mỗi cái phần này sẽ là 800 nhân 22 là 1600. Và chúng ta cũng ra kết quả cũng là 3200 luôn. Câu số 5. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cần sản xuất bao nhiêu để có thu được lợi nhuận lớn nhất. Thì bây giờ chúng ta biết lợi nhuận ở đây chúng ta sẽ là RX sẽ là chúng ta sẽ lấy doanh thu nha trừ cho GX nhân X, tại vì đây là chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm. Như vậy chúng ta muốn đi tìm tổng chi phí thì chúng ta sẽ lấy tổng số lượng nhân cho chi phí một sản phẩm. Thì cái này chúng ta lấy X nhân vô thì chúng ta sẽ có cái phương trình. Bây giờ muốn đi tìm giá trị lớn nhất, mình có thể dùng phương pháp Casio cho lẹ luôn. Thì bây giờ chúng ta nhấn như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhấn Shift đạo hàm. Chúng ta sẽ ghi phương trình fx trước. Nhấn Shift Show cái cục này. Chắc thiếu cái dấu ngoặc. Mình dư dấu ngoặc nha, nên mình bỏ. Nhấn Shift Show cái cục này. Mình chọn 1.2. Thì bây giờ mình bấm nhấn bằng. Thì nó ra kết quả 333. Như vậy đáp số của chúng ta là 333 nha. Còn câu cuối cùng thì đề đi tìm là tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp 2 là quả bóng được chuyển từ hộp 1 sang, mà biết rằng quả bóng đó phải là màu đỏ. Thì chúng ta biết hộp 1 chúng ta có 6 quả màu đỏ, 4 quả màu vàng thì tổng cộng ở đây sẽ là 10. Bởi cục hộp 2 7 cộng 3 cũng là 10 luôn. Tuy nhiên chúng ta phải lấy cái quả bóng từ hộp 1 sang hộp 2 thì chúng ta chọn cái quả bóng đó sao cho nó phải là màu đỏ. Thì chúng ta sẽ có 6 chia cho 10. Tuy nhiên, chúng ta lấy từ hộp 2 một quả, sao cho hộp 2 đó là quả bóng từ hộp 1. Mà chúng ta biết có một quả bóng màu đỏ từ cái hộp số 1 thôi, trong tổng số 7 cộng 1. Có nghĩa là chúng ta có một quả từ quả bóng từ hộp số 1 qua, chuyển sang hộp 2 chúng ta sẽ có thêm một quả. 7 có nghĩa là 7 quả đỏ trong cái hộp 2, như vậy chúng ta có 7 cộng 1 ra 8. Như vậy đáp số của chúng ta là 0,075. Làm tròn lên 0,08.
Và đây chính là cách giải.